Hello, hello, xin chào các bạn Đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hiện bây giờ đó là khoảng 4 giờ rưỡi chiều tại Cali ngày Chủ nhật Ở Việt Nam các bạn đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi Thì Thuần hy vọng các bạn đã có một cái cuối tuần vui vẻ Và các bạn đã thấy được là giá Bitcoin hiện bây giờ đã ở mức là 63.600 đô Chúng ta đã thấy là giá lại giảm thêm một chút xíu nữa Chúng ta trong video này đã chủ yếu sẽ nói về những cái sự kiện lớn trong tuần này Mà chúng ta cần phải quan tâm tới cùng với một số những thông tin ở bậc khác Và chúng ta cũng sẽ cùng nhau chung bình giá Caldamo xem coi hiện bây giờ đó là mà thu với các bạn đã cùng nhau tạo ra cái T25 nó đến đâu rồi các bạn nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy với cái mức giá bây giờ đó nghĩa là chúng ta đã thấy giá Bitcoin ngày hôm nay lại giảm thêm một phần trăm so với lại ngày hôm qua và cảm giác bây giờ là như thế này các bạn khi mà các bạn buy the dip đó, cảm giác như thế này tích cực các bạn người này cuối cùng cũng đã về bờ rồi <laughs> Thuận chia sẻ một cái video meme để các bạn vui lên một chút mà thôi Chứ còn ở trong cái thời điểm này là cái thời điểm mà cho dù Thuận ở trong thị trường này bao nhiêu năm Cũng vẫn là những cái thời điểm mà khiến cho nhiều người khó chịu nhất Khi mà chúng ta nhìn vào giá đó cứ đi ngang rồi sau đó giảm một chút Đi ngang sau đó giảm một chút Đó chính là cái thời gian mà khiến cho nhiều người chán nản nhất các bạn Như bạn hỏi Thuận đó là cảm giác như thế nào khi mà chúng ta nhìn thấy giá bịch khôi đó giảm mạnh Giống như chúng ta nói tới là năm 2018 đi Các bạn cũng đã nhớ lúc đó khi mà giá bịch khôi đi ngang ở cái mức là 6.000 đô một thời gian dài rồi sau đó chúng ta đã thấy được là giá đột ngột giảm xuống còn có 3.000 đô đó đó chính là cái thời điểm khoảng chừng là từ tháng 3 của năm 2018 cho đến cái thời điểm là tháng 11 của năm 2018 có nghĩa là kéo dài thời gian là 7-8 tháng luôn khi mà giá Bitcoin đã hầu như đứng yên ở cái mức là đâu đó là 6.000 đô các bạn đương nhiên có những lúc giá xuống dưới 6.000 đô và có những lúc giá lên tới cái mức là 7-8.000 đô nhưng mà sau đó lại trở về cái mức là 6.000 đô y chang như là bây giờ các bạn cứ tưởng tượng chúng ta đang ở trong cái phạm vi từ 60.000 đến 70.000 từ tháng 3 cho tới bây giờ. Trong thời gian là khoảng chừng 2 tháng qua, 2 tháng rưỡi qua thì đã khiến cho nhiều bạn đã bắt đầu có cảm giác nản và khó chịu, chứ đừng nói tới là chúng ta chứng kiến giá Bitcoin có thể là đi ngang lâu như vậy trong cái thời điểm năm 2018, đi ngang trong khoảng thời gian tới là 7 8 tháng trời thì sau đó giá đột ngột giảm xuống 50% các bạn xuống chỉ còn có 3.000 đô mà thôi thì lúc đó đó cảm giác như thế nào thật ra đương nhiên cái lúc mà giá xuống đó thì nhiều người cũng lo lắng ngay lúc đó không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà đối với rất là nhiều người đó thì cũng đã nhẹ nhõm hơn các bạn chúng ta cũng đã qua được thời điểm đó rồi tại vì khi mà giá đi ngang như vậy đó thì chúng ta thấy là ngày nào đó mọi người cũng đang trông chờ xem coi là bước kế tiếp như thế nào có phải giá sẽ hồi phục từ đây hay là giá sẽ giảm nữa mua thêm đó thì cũng không dám mua thêm các bạn và bán thì cũng không dám bán cho nên mọi người rất là khó chịu chờ đợi khi mà chúng ta thấy giá đã di chuyển rồi, cho dù di chuyển về cái xu hướng mà nhiều người không mong muốn nhưng mà đối với một số người đó thì họ cũng đã nhẹ nhõm hơn các bạn chờ đợi, chờ đợi rồi lại thấy giá giảm một chút chờ đợi rồi thấy giá giảm một chút đó chính là cái cảm giác khiến cho nhiều người khó chịu nhất và chúng ta đang ở trong cái thời điểm đó các bạn khi mà giá đã giảm rồi thì ít nhất những người nào mà chờ đợi mua họ có thể mua và từ đó giá có đi hồi phục các bạn cũng giống như là chúng ta nhìn vào cái thời điểm dịch bệnh năm 2020 lúc đó cũng không ai biết gì, gì xảy ra các bạn và các bạn thấy được là giá lúc đó đã giảm nhanh xuống từ cái mức là khoảng chừng mười à, 10.000 đô giảm xuống còn 5.000 đô mà thôi còn trở lại cái mức năm 2020 đây các bạn thấy cái thời điểm đó đó chính là cái thời điểm này nè các bạn giá Bitcoin từ 10.143 đô mà trong thời gian ngắn thôi để giảm xuống chỉ còn có 5.245 đô mà thôi. Cái thời điểm này đó đương nhiên cũng có nhiều người lo lắng các bạn nhưng mà nó xảy rất là nhanh và ngay sau đó lại bắt đầu có cái sự hồi phục thì nó còn đỡ hơn bây giờ. Cho dù các bạn thấy bây giờ đã giá chỉ giảm mỗi ngày chút xíu hay là mỗi tuần chỉ có vài phần trăm Không phải giống như là giảm 50% trong vòng chỉ có một tuần như là năm 2020 Nhưng mà ngược lại đó cảm giác bây giờ thì tại lúc đó rất là nhiều Tại vì các bạn thấy được là giá giảm nhanh rồi lại nhanh chóng bắt đầu có có sự hồi phục trở lại, mọi thứ xảy ra rất là nhanh. Và đương nhiên thị trường Ocoin tiếp tục là một màu đỏ cho nên thuận hiểu cảm giác các bạn, cho dù là các bạn mới tham gia vào hay là các bạn đã trong thị trường này nhiều năm đó thì các bạn thấy được là đầu tư dài hạn hoàn toàn không có dễ ở trong thị trường này đó. Nó không phải là chỉ dựa vào may mắn đâu các bạn, còn phải dựa vào cái tâm lý của các bạn nữa và sau này khi mà nhìn lại đó lúc mà giá Bitcoin đã tăng rồi thì nhìn lại ai cũng nói là chúng ta quá may mắn chúng ta có thể mua được với những cái mức giá như thế này giống như là nhiều người nói những người mà năm 2013 14 có thể mua được giá Bitcoin chỉ có vài trăm đô nhưng mà nhìn lại đã cái thời điểm đó chúng ta có sự kiện Mao cực kỳ khó khăn các bạn không phải ai cũng có lòng tin mua Bitcoin sau khi mà Mao phá sản đâu hay là năm 2018 19 các bạn khi mà giá Bitcoin xuống còn 3.000, 4.000 đô đó thì không còn mấy ai trong thị trường này dám mua đâu các bạn Đó là những cái lúc mà cực kỳ khó khăn Hay là chúng ta nói tới cái mùa đông crypto chúng ta vừa trải qua năm 2022 Mới đây các bạn khi mà giá từ 69.000 đô xuống còn 15.000 Thì lúc xuống còn 15.000 dưới 20.000 đô đó thì không có mấy người dám mua đâu các bạn Nhưng mà cái đợt này đó thì nó lại khác một chút so với những cái đợt trước đây các bạn Chúng ta thấy giá đó thì giảm từ từ nhưng mà chúng ta lại không có những cái thông tin gì lớn hết là ảnh hưởng đến giá cả khiến cho nhiều người đó lại càng bất càng hơn nhưng mà thật ra chúng ta có rất nhiều những cái tin tức nó có sự ảnh hưởng dài hạn để thuần chia sẻ một số thông tin với các bạn chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình của thị trường tài chính như thế nào đây các bạn thì bây giờ đó hợp đồng tương lai đã mở rồi thì các bạn thấy được là ngay bây giờ đó chúng ta có chỉ số S&P futures thì không có thay đổi nhiều chúng ta có Dow futures cũng như vậy nhưng mà Nasdaq futures ở hôm nay lại tăng 0.21% chúng ta thấy được là hợp đồng của dầu đó thì hiện bây giờ đã trở về cái mức là 80 đô 42 cent cho một thùng dầu. Thì cái mức này cũng không có gì đáng nói. Chúng ta thì được tại hợp đồng của vàng ra thì hiện bây giờ mức là 2 2332 đô cũng không có thay đổi nhiều so với lại mấy tuần nay các bạn. Và chúng ta hãy nói tới những cái tin tức lớn, những cái sự kiện lớn mà chúng ta cần phải quan tâm đến trong tuần này đi. Thì trước hết á, chúng ta cũng đã biết là tuần vừa rồi đó tất cả những công ty mà họ chờ đợi để có thể bắt đầu giao dịch Ether Spot ETF. Họ đã nộp lại cái mẫu đơn S1 cho SEC rồi và trong tuần này để chúng ta hy vọng nhận được cái thông tin tốt đến từ SEC và chúng ta có thể thấy Ether Spot ETF bắt đầu giao dịch vào cái tuần kế tiếp. Hy vọng là gì các bạn, chúng ta phải chờ để xem thông tin. Và đương nhiên đây là một cái sự kiện mà rất là nhiều người quan tâm đến Như thường đã từng chia sẻ với các bạn Chúng ta muốn thấy sự thành công của Ether Spot ETF Thì chúng ta mới có khả năng thấy những cái quỹ ETF khác cho những cái đồng khác các bạn Chứ còn nếu như mà Ether Spot ETF không thành công đó, Thì chúng ta phải chờ rất là lâu Cho nên chúng ta hy vọng là cái dòng tiền đến Ether Spot ETF sẽ không có thua kém nhiều so với lại Bitcoin các bạn. Đương nhiên nhiều người đã thì ước tính dòng tiền sẽ ít hơn tại vì thị trường Ether nhỏ hơn là Bitcoin các bạn. Nhưng mà hy vọng dòng tiền cũng đủ để cho những cái tổ chức forward họ tiếp tục tiến tới với những cái quỹ ETF khác. Ngoài ra đó thì chúng ta cũng có một số những sự kiện kinh tế quan trọng trong tuần này và chủ yếu đó là những cái lời phát biểu đến từ những cái quan chức của Fed mà thôi các bạn Nhưng mà chúng ta cũng có dữ liệu là phát PCE sẽ được công bố vào thứ sáu tuần này các bạn Ngày 28 tháng 6 tại Hoa Kỳ Thì các bạn cũng đã biết là mỗi một tháng chúng ta sẽ có hai chỉ số phần trăm lạm phát Thứ nhất đó chính là chỉ số phần trăm lạm phát CPI hàng tiêu dùng Và chúng ta có chỉ số đó vào đầu tháng, còn về PCE là chúng ta sẽ có vào cuối tháng các bạn. Thì chỉ số PCE cũng là phần trăm làm phát hàng tiêu dùng nhưng mà nó có một cách đo lường khác so với PCI. Nhưng mà cả chúng ta sẽ thấy là cả hai đi cùng một xu hướng. Thì chúng ta cũng đã biết là chỉ số CPI cũng đã tốt 2 tháng liên tục rồi. Thì hiện bây giờ đó chỉ số phần trăm làm phát PCE ước tính là 2.6%, tháng trước là 2.7% và Core PCE nghĩa là không tính năng lượng và thực phẩm đó thì chúng ta thấy ước tính cũng là 2.6%, tháng trước là 2.8%. Chúng ta phải đợi cho đến ngày thứ sáu mới có cái thông tin này. Ngoài ra đó chúng ta chủ yếu có rất nhiều những cái bài phát biểu đến từ những quan chức của Fed giống như chúng ta thấy được là ngày thứ hai đó ngày mai ở Hoa Kỳ chúng ta có bài phát biểu của thống đốc Fed là Chris Waller ở Rome. Chúng ta có sự xuất hiện trên truyền hình của chủ tịch khu vực Fed ở Chicago đó chính là Austin Goosby. Chúng ta có bài phát biểu của chủ tịch khu vực Fed San Francisco là Mary Daly. Ngày thứ ba Hoa Kỳ, đây chúng ta có bài phát biểu của thống đốc Fed Michelle Bowman ở London. Chúng ta có chỉ số giá nhà S&P Case-Shiller cho 20 thành phố lớn xem coi giá nhà Hoa Kỳ đã ra sao rồi các bạn. Và chúng ta cũng có bài phát biểu của thống đốc Fed Lisa Cook. Và ngày thứ năm tại Hoa Kỳ đã thì chúng ta lại nhận được cái GDP cho quý 1 thì có thể nhiều bạn nói chúng ta cũng đã nhận được cái chỉ số GDP tổng sản lượng quốc nội của Hoa Kỳ cho quý 1 rồi mà thì mỗi một quý đó chúng ta sẽ có 3 chỉ số cho GDP các bạn, chỉ số ban đầu và chỉ số điều chỉnh lần 1 và lần 2 và các bạn thấy được là đây sẽ là cái chỉ số điều chỉnh lần thứ hai cho quý 1 nghĩa là cái con số cuối cùng thì dự kiến nó sẽ giữ nguyên ở mức là 1.3%. Các bạn đã nhớ là cái chỉ số ước tính ban đầu là 1.6% rồi sau đó chúng ta thấy là điều chỉnh xuống còn 1.3. Bây giờ đó chúng ta sẽ có cái chỉ số cuối cùng final của bạn nhưng mà cũng sẽ ở mức là 1.3. Đây là cái ước tính hiện bây giờ. Và đương nhiên chúng ta sắp sửa kết thúc quý 2 các bạn có nghĩa là trong vòng vài tuần nữa chúng ta sẽ có cái chỉ số ước tính quý 2 lần đầu tiên cho GDP ở Hoa Kỳ. Và nếu như mà chỉ số GDP đã tiếp tục ở mức thấp, đó sẽ là những cái áp lực cho Fed giảm lãi suất cho các bạn. Và chúng ta cũng nói tới thứ sáu nó sẽ có dữ liệu lạm phát PC đối thuận trong tuần này là thứ sáu sẽ là cái ngày mà quan trọng nhất. Và chúng ta cũng có hai bài phát biểu đến từ Fed vào ngày thứ sáu, một bài nên là đến từ chủ tịch khu vực địa phương Fed là Tom Barkin các bạn nhưng mà sẽ phát biểu ở Paris tuần này đó hình như là những quan chức của Fed đến châu Âu các bạn tại vì các bạn thấy được là chúng ta có quan chức của Fed phát biểu ở Rome chúng ta có quan chức của Fed phát biểu ở London rồi ở Paris các bạn và chúng ta cũng có bài phát biểu đến từ thống đốc Fed Michelle Bowman thì chúng ta cũng sẽ nghe thêm nhiều cái thông tin liên quan tới quan điểm của những người này về việc cắt giảm lãi suất như thế nào có cái gì mà khác biệt hay là quan trọng thì chia sẻ ngay với các bạn về mặt thị trường đó thì các bạn thấy trên màn hình đây chính là Tom lee thì Tom lee là người đứng đầu của cái công ty phân tích tài chính Fundstrat các bạn và đây cũng là một trong những người mà rất là bullish về Bitcoin thì Tom Lee đó cũng đã đúng khi mà dự đoán là năm 2023 giá cổ phiếu sẽ tăng các bạn T tại vì chúng ta thấy được là tới cuối năm 2022 thì cái tâm lý chung của những nhà đầu tư chứng khoán nó rất là tệ tại vì chúng ta cũng đã có một năm mà giá xuống liên tục và có rất nhiều những cái sự sa thải ở trong thị trường và chúng ta cũng đã thấy là có rất nhiều những cái sự lo lắng liên quan tới lãi suất của Fed tiếp tục tăng cao và đương nhiên chúng ta cũng đang thấy là năm 2023 thì Fed vẫn tiếp tục tăng lãi suất mãi cho tới hè và đạt cái đỉnh là năm 5.25 tới 5.5 ngay thời điểm bây giờ và kéo dài tới bây giờ luôn các bạn nhưng mà cổ phiếu đó vẫn có cái sự hồi phục tại vì Thomly nói là chúng ta có thể chứng kiến thị trường đang chia làm hai cái bạn đúng là tình hình kinh tế rất là tệ nhiều người bây giờ đó họ không muốn đầu tư tại vì họ cũng không có tiền để đầu tư nhưng mà đó là một phần của người dân mà thôi những người mà có tiền là những người giàu thì trên các bạn họ có rất là nhiều tiền và những cái tiền đó nó đang nằm ở trong những cái quỹ như là Money Market chờ đợi cơ hội để mà đầu tư khi mà có cơ hội đó thì họ sẽ đầu tư và chúng ta thấy được là tới năm 2023 thì cổ phiếu đó thực sự đã có cái sự hồi phục các bạn tại vì chúng ta thấy là những người mà có tiền đó thì họ chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi tiếp tục giữ tiền và chứng kiến tiền bị mất giá hay là đầu tư khi mà có cơ hội và sau khi mà giá cổ phiếu nói chung đã giảm ở Hoa Kỳ đã vào cuối năm 2022 thì họ đã xem đó là cơ hội các bạn và chúng ta cũng đã thấy là Tomly đã đưa ra cái nhận định là chỉ số S&P 500 sẽ tăng lên tới cái mức là 15.000 điểm từ đây cho đến cuối cái thập niên này các bạn có nghĩa là tới năm 2030 có nghĩa là sẽ tăng 170% thì điều này đó có thể nhiều người cảm thấy là quá bullish nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là tình hình bây giờ đó chỉ có hai khả năng mà thôi các bạn có thể thấy được là chỉ số S&P 500 đó thì tăng liên tục năm nay đạt đến mới liên tục và các bạn cũng nên hiểu là 40% của sự tăng trưởng của chỉ số S&P 500 là đến từ chỉ một công ty mà thôi, Nvidia các bạn. Nvidia tăng 172% từ đôi năm tới giờ và đây là yếu tố lớn nhất thúc đẩy cả chỉ số S&P 500 tăng trưởng và các bạn cũng đã nghe thùng chia sẻ rồi chỉ có ba công ty đó chính là Microsoft, Nvidia và Apple đã chiếm 20% vốn hóa của chỉ số này rồi các bạn. Có nghĩa là gì các bạn? Chúng ta có thể thấy được hiện bây giờ cái sự tăng trưởng nó chỉ dựa vào một vài cổ phiếu mà thôi và cái trend lớn nhất trong dòng năm ngoái tới năm nay đó chính là liên quan tới trí tuệ nhân tạo AI và bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể thấy những công ty này đã sẽ có cái đợt sell off các bạn. Không có gì mà tăng trưởng mãi mãi được, cũng sẽ có cái sự điều chỉnh mà nếu chúng ta đang chứng kiến là chỉ số S&P 500 đã chỉ dựa vào vài công ty mà thôi. Còn là lại là, là ăn theo thôi các bạn. Nếu như mà chúng ta thấy có một cái đợt bán tháo đến từ những cái cổ phiếu của những công ty này tại vì cũng đã tăng rất là nhiều rồi, các bạn cũng đã thấy nếu như mà có đợt bán tháo nó thì sẽ dẫn đến chỉ số S&P 500 là một màu đỏ. Chúng ta cũng đã thấy là những cái giám đốc của những công ty như là Nvidia họ cũng đã bán một phần cổ phiếu các bạn thì đương nhiên những người này họ làm và họ được trả lương chủ yếu là bằng cổ phiếu thì các bạn thấy được là họ cố gắng khiến cho công ty có giá trị hơn và khi mà công ty có giá trị lên thì cổ phiếu tăng và cách mà họ có thể kiếm được lợi nhuận cho bản thân của mình đó chính là bán những cổ phần trong tay thì các bạn cũng đang thấy được là chỉ trong vòng một tháng qua mà thôi thì uh, những cái giám đốc của công ty Nvidia cộng với lại CEO là Jensen Huang đã bán tổng cộng là khoảng 427 triệu đô la các bạn. Thị trường chứng khoán có tiếp tục tăng trưởng hay là không, nền kinh tế đó có tiến triển tốt hay là không thì tất cả đều dựa vào Fed hết các bạn. Thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ có tiếp tục tăng trưởng hay là không, nền kinh tế đó có chuyển tiến triển tốt lại hay là không thì đều chỉ dựa vào quyết định giảm lãi suất của Fed mà thôi. Các bạn thấy là nó không giống như là cái thời điểm suy thoái tài chính năm 2008 khi mà mọi thứ đến với đột ngột, lúc mà Lehman Brothers phá sản các bạn hay là chúng ta nói đến thời kỳ dịch bệnh, một cái gì đó đó không nghĩ đến, một cái thiên nga đen xảy ra nhưng mà kỳ này ra thì các bạn thấy được là mọi thứ đều dựa vào quyết định ngay bây giờ của fed về việc giảm lãi suất và bơm tiền trở lại cho nền kinh tế và cái mà thùng muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là chúng ta thấy có cái sự khác biệt gần đây giữa thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và dòng tiền vào thị trường crypto các bạn thì các bạn thấy được là chúng ta có dòng tiền đi vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ chủ yếu là chúng ta thấy là chỉ đi vào có vài công ty mà thôi liên quan tới AI chứ còn chúng ta nhìn chung cả thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đó thì các bạn thấy là phần lớn chỉ dựa vào một vài công ty hiện bây giờ sớm muộn gì đó thì những nhà đầu tư Nvidia hay là chúng ta nói tới google hay là apple sớm muốn gì thì các bạn thấy được là họ cũng sẽ chốt lời mà thôi khi mà chúng ta thấy họ đã có lời quá nhiều như là Nvidia đã từ năm tới bây giờ đã tăng 140% rồi các bạn thì điều đó cũng sẽ xảy ra mà thôi vấn đề là khi nào và khi điều đó xảy ra đó, thì chúng ta sẽ thấy chứng khoán Hoa Kỳ sẽ có những ngày đó nếu muốn duy trì dòng tiền thì Fed phải giảm lãi suất các bạn và ngay bây giờ đó chúng ta thấy là không có gì khác biệt thị trường vẫn đang chờ đợi được giảm lãi suất đầu tiên đó chính là vào tháng 9 của năm nay và đương nhiên thị trường crypto đó cũng rất quan tâm đến dòng tiền các bạn cho nên Fed giảm lãi suất khi nào đó là một trong những đề tại chúng ta rất là quan tâm đến trên channel này nhưng mà chúng ta thấy đó chỉ là những cái sự kiện ảnh hưởng giá cả ngắn hạn mà thôi chứ còn về dài hạn đó, thì mọi thứ vẫn đi theo chu kỳ bốn năm các bạn tới bây giờ vẫn như vậy các bạn thấy được trên màn hình chúng ta có một cái bức hình được chia sẻ bởi Vivet các bạn và chúng ta thấy chúng ta có bốn cái chu kỳ. Hiện bây giờ trên màn hình chúng ta có chu kỳ năm 2011 12 13 14. Chúng ta có chu kỳ năm 2014 tới 17 rồi tới chu kỳ kế tiếp là 18 tới 21 và chu kỳ hiện bây giờ là năm 2022 và sẽ kết thúc dựa theo chu kỳ 4 năm là vào năm 2025. Thì đây là cái biểu đồ Logarithmic các bạn để cho chúng ta dễ hình dung. chứ nếu như chúng ta sử dụng biểu đồ bình thường đó thì nó sẽ rất là khó hình dung được. Tại vì uh, lúc mà chúng ta thấy giá bịch hồi ở cái mức giá thấp hơn đó thì uh, chúng ta thấy khi mà giá tăng tới cái mức bây giờ rồi thì cái biểu đồ nó sẽ không còn nhìn thấy rõ nữa. Cho nên Logarithmic thì nó sẽ tính theo phần trăm mà thôi. Thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn trong chu kỳ mỗi 4 năm hiện bây giờ Chúng ta đang ở năm 2014 Có nghĩa là cái bước thứ ba các bạn Nghĩa là nếu như mình theo chu kỳ mỗi 4 năm đó Thì chúng ta sẽ thấy cái chu kỳ sẽ kéo dài Qua tới năm 2025 Cũng giống như là năm 2021 Cũng giống như năm 2017 các bạn Và chúng ta cũng thấy là ngay bây giờ đó Dựa theo lịch sử Thì chúng ta vẫn đi trước chu kỳ rất là nhiều Tuy là giá bây giờ là cái mức giá Mà nhiều bạn cảm thấy là không có được vui khi mà nhìn Nhưng mà chúng ta cũng có thể nghĩ là Nếu như mình theo chu kỳ mỗi 4 năm đó, thì cái lúc Bitcoin halving xảy ra vào tháng 4 đó thì lúc đó giá Bitcoin đâu đó khoảng chừng là 35.000 mà thôi. Tại vì cái mức giá ngày Hạ Bình thì trước đây đâu đó là khoảng phân nửa cái đỉnh trước đó Giống như năm 2020 đó thì mức giá ngày Hạ thì khoảng chừng là 9.000 đô thôi các bạn Có nghĩa là cái đỉnh năm 2020 là 20.000 Thì cái lúc mà Hạ Bình thì mức giá khoảng chừng phân nửa mà thôi thì chúng ta thấy được là hiện bây giờ giá cũng đã đi trước cái lịch trình rồi chúng ta cũng đã có cái định mới trước khi mà có hạ bình một phần là tại vì dòng tiền đến từ bitcoin spot etf các bạn cho nên trên căn bản chúng ta cũng đang chứng kiến một cái sự điều chỉnh từ cái mức 73.000 đô xuống tới bây giờ là 63.000 đô và chúng ta cũng thấy được là ngay bây giờ đó chúng ta cũng đang chứng kiến một cái lực bán nó đã sắp sửa xong hay chưa đó thì chúng ta thấy có rất nhiều người nói là lực bán đến từ những cái công ty đào thì chúng ta hãy nhìn một số chỉ số on chain đi thì cái chỉ số chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình đó chính là cái số lượng Bitcoin trung bình gửi lên cho những cái sàn giao dịch đến từ những công ty đào. Thì các bạn cũng đã thấy được là chúng ta thật sự cũng đã chứng kiến có một cái lực bán đến từ những cái công ty đào từ cái thời điểm là khoảng chừng ngày 1 tháng 5 cho tới bây giờ. Chúng ta nhìn thấy ngay bây giờ đó thì cái đường màu xanh này một lần nữa đã giảm cho xuống. Hy vọng là những cái công ty đào nào mà họ không chịu nổi đó thì họ cần phải đóng cửa hay là bán Bitcoin của mình để tiếp tục duy trì. Thì họ cũng đã bán hết rồi các bạn từ tháng 5 cho tới bây giờ cái độ khó đào trên mạng lưới Bitcoin thì cũng đã giảm xuống à, bắt đầu là từ ngày 7 tháng 5 các bạn chúng ta đã thấy là có một cái đợt điều chỉnh xuống thì có nghĩa là chúng ta thấy là cái tốc độ tính toán trên mạng lưới đã giảm đi một phần à, có thể là tại vì có những cái công ty đào đó sau khi có Bitcoin halving thì à, lúc đó họ không có kiếm được nhiều tiền như trước nữa tại vì các bạn thấy là nó đồng nghĩa với thu nhập của họ bị giảm đi phần nữa cho nên họ đã tắt máy đào khiến cho độ khó đào điều chỉnh cho xuống các bạn và ngay bây giờ đó chúng ta thấy là cái Chi phí để đào một bitcoin đó dựa theo uh, Macro Micro thì họ tính toán ở Mức là 44.958 Nghĩa là thấp hơn cái mức giá hiện bây giờ Và các bạn cũng đã thấy được là Họ đã đưa ra một cái ước tính rất là cao Cách đây không có lâu, các bạn thấy được là Cách đây đó là cái uh, thời điểm là Ngày 13 tháng 6, cách đây 10 ngày Thì cái con số họ đưa ra Đó là tới 83.688 đô Để đào một bitcoin các bạn Ngay bây giờ đó thì cái chi phí đào Đã giảm xuống còn 44.958 Thì khả năng là tại vì các bạn thấy được là cái độ khó đào đã điều chỉnh xuống và những công ty còn lại đó tôi không biết họ tính toán như thế nào nhưng mà khả năng là những công ty còn lại những công ty mà họ có những cái máy đào mới hơn và họ đào với cái quy mô lớn hơn cho nên chi phí sẽ giảm xuống nếu như mà cái lực bán gần đây đến thì những cái công ty đào đó thì chúng ta sẽ thấy lực bán nó sẽ từ từ giảm xuống. Nếu như chúng ta tiếp tục thấy lực bán có ở trên thị trường đó thì nó sẽ đến từ một nơi nào đó chứ không phải những công ty đào. Chúng ta hãy chờ xem coi là tình hình của tuần này như thế nào các bạn. Và các bạn thấy được là về cái phần trăm Bitcoin không có lời đó thì thường refresh channel lại để các bạn thấy thông tin mới nhất. Thì đương nhiên giá giảm xuống tới mức 63.000 đô đó thì chúng ta thấy chỉ số này cũng đã nguội lại rồi. Và chúng ta cũng chưa có con số mới hơn nhưng mà tính cho đến ngày hôm qua đó thì các bạn thấy được là chúng ta mức là 83.1%. Hôm nay đã giá giảm thêm một chút nữa thì chúng ta thấy được cái phần trăm này sẽ giảm thêm một chút nữa. Thì giá của Bitcoin đã giảm từ từ trong thời gian qua các bạn dẫn đến là những chỉ số này nó ngủ lại nhưng mà nhìn cách tích cực thì những chỉ số này ngồi lại là những cái mà chúng ta cần để có thể có một cái sự tăng trưởng bền vững. Và chúng ta cũng thấy là trong thời gian 2 tuần qua đó thì chúng ta có cái dòng tiền rời khỏi những quỹ Bitcoin Smart ETF. Và các bạn thấy được là cho dù là như vậy đây chúng ta thấy là chúng ta cũng đã có một cái kỷ lục trước đó chúng ta có tổng cộng là 5 tuần liên tục khi mà chúng ta có dòng tiền dương và chúng ta có dòng tiền rời khỏi là hai tuần qua các bạn. Nhưng mà các bạn có thể hiểu như thế này. Mặc dù là chúng ta thấy được là có cái dòng tiền rời khỏi trong hai tuần qua nhưng mà trong tháng 6 này đó, thì chúng ta vẫn thấy cây dòng tiền vào những quỹ Bitcoin Spot ETF vẫn là dòng tiền dương các bạn. Chúng ta vẫn có thêm 9.281 Bitcoin vào những quỹ Bitcoin Spot ETF trong cái tháng 6 này. Và đương nhiên tháng 6 vẫn chưa kết thúc các bạn, chúng ta phải xem câu tuần này như thế nào. Nhưng mà ngay bây giờ thì BlackRock vẫn là công ty dẫn đầu các bạn, họ đã qua mặt Rayscale cách đây khoảng chừng là 4 tuần và các bạn thấy được là họ bây giờ đang lưu trữ là 305.614 BTC trong trường scale thì vẫn bán từ từ các bạn thì bây giờ họ còn lưu trữ là 277.967 BTC và BlackRock là một trong những cái quỹ mà tới bây giờ chúng ta thấy là chỉ có một ngày duy nhất cái dòng tiền âm mà thôi còn lại đó cho dù tình hình như thế nào đi nữa cho dù là nhiều người hoảng loạn bán thì chúng ta vẫn thấy những nhà đầu tư của quỹ BlackRock đó, họ vẫn tiếp tục đồ và thậm chí tích lũy thêm tuy là không nhiều các bạn nhưng mà tuần nhiều rồi chúng ta vẫn có một vài ngày chúng ta thấy cái dòng tiền dương đến từ BlackRock Ngày hôm nay này, chúng ta cũng không có nhiều tin tức đâu các bạn Chỉ có vài thông tin rải rác mà thôi Để Thuận chia sẻ với các bạn Rồi chúng ta sẽ cùng nhau chung bình giá cao mùa tuần này Cái khối lượng giao dịch hàng ngày của Tether đó, Các bạn thấy ở trên mạng Tron thì đã đạt tới 53 tỷ đô la Vượt qua cả Visa với 42 tỷ USD trong quý 1 năm 2024 Và hơn 45,5 triệu người nắm giữ USDT trên Tron Với tổng cái số giao dịch vượt 1,8 tỷ giao dịch các bạn và top 10 người nắm giữ USDT trên Tron sở hữu là 27,69% tổng cung các bạn Tương đương với 16,56 tỷ USDT Nói chung thì các bạn thấy được là ở trên mạng Tron chúng ta không có nghe nhiều thông tin Nhưng mà cái số lượng USDT trên mạng Tron thì được giao dịch rất là nhiều luôn các bạn Cái phí rất là rẻ và cũng rất là nhanh và chúng ta cũng có một cái cập nhật đến từ Solana thì dựa theo CEO của Helios Labs thì nói là sẽ có một cái cập nhật liên quan đến từng một của solana và cập nhật này đó sẽ cải tiến cái tốc độ và chi phí trên mạng lưới và sẽ có một cái nâng cấp gọi là zk compression các bạn thì hiểu đơn giản đó cái nâng cấp này sẽ khiến cho mạng lưới tầng 1 của Solana cực kỳ nhanh và rẻ để các bạn hình dung được thì một cái ví dụ được chia sẻ là chúng ta cứ nghĩ đến bây giờ các bạn là một cái dự án các bạn muốn airdrop cho tổng cộng là một triệu người dùng đi thì hôm nay đó các bạn phải tốn ít nhất là khoảng chừng là 260.000 đô và nếu như mà cả tiếng thành công đó, thì sẽ đâu đó chỉ có 50 đô la mà thôi các bạn thì nếu như mà thành công đó, thì mạng lưới Solana sẽ không cần tầng 2 và sẽ trở thành một trong những cái sự lựa chọn rất là hấp dẫn cho rất là nhiều những cái dự án mà muốn airdrop cho dù là chúng ta thấy là solar này cũng có vấn đề riêng chúng ta có những cái thời điểm mạng lưới không hoạt động nhưng mà với cái chi phí thấp như vậy đó tôi nghĩ vẫn sẽ thu hút được rất là nhiều người và chúng ta cũng có cái thông tin đến từ quốc gia nigeria thì quốc gia này đó nói là họ đang tăng tốc để duyệt những cái sàn giao dịch trong quốc gia của họ tại vì khoảng chừng 10% dân số của Nigeria đã đang lưu trữ crypto cho nên họ muốn có cái sự quản lý chặt chẽ hơn nhưng mà Thuận không biết là sàn nào sẽ có mặt và tin tưởng quốc gia này các bạn tại vì Nigeria cũng đã có những cái sự đụng độ với lại sàn Binance gần đây các bạn đã nhớ là họ cáo buộc sàn Binance là lý do tại sao mà đồng của họ bị mất giá tại vì peer to -peer trên Binance có mức giá thấp hơn là cái giá trên thị trường rồi sau đó Binance cũng đã ngưng không cung cấp dịch vụ cho người dân Nigeria sử dụng đồng Naira nữa nhưng mà sau đó các bạn cũng đã nhớ thường chia sẻ những cái giống như là họ đã bắt giam à, hai giám đốc của sàn Binance rồi họ đòi là 10 tỷ đô la rồi sàn Binance nói cái này đó là tống tiền chứ không phải là vì lý do nào khác rồi họ nói là không phải rồi họ nói là bây giờ nếu mà không muốn đưa 10 tỷ đô la đó thì phải công bố danh sách của 50 người mà lưu trữ nhiều crypto nhất ở trên sàn Binance mà đang ở Nigeria Thì đương nhiên sàn Binance cũng không có muốn đưa ra danh sách đó các bạn Và bây giờ đã chuyện đó vẫn đang xảy ra Và một trong hai người bị giam giữ đó là người Hoa Kỳ các bạn Cho nên cũng đã có một cái lá thư từ quốc hội gửi đến cho chính quyền tổng thống Joe Biden Nói là phải can thiệp để mà mang người đó trở về Hoa Kỳ Tại vì bây giờ đó không lý do gì mà người dân Hoa Kỳ bị bắt giam ở Nigeria chúng ta vẫn chưa biết cái tin tức kế tiếp như thế nào các bạn nhưng mà không không biết là cái sàn nào sẽ còn tin tưởng Nigeria nữa và chúng ta cũng có một cái thông tin cũng rất là thú vị các bạn Anh em tỷ phú Winklevoss Các bạn đã nhớ đây gần đây đó họ đã quyên góp cho cựu tổng thống Donald Trump Mỗi người là một triệu đô la Nhưng mà sau đó các bạn thấy được đã được thối về một phần Tại vì tối đa dựa theo luật đó, thì mỗi người chỉ được quyên góp có 844.000 đô la mà thôi Thì cái phần dư còn lại được trả cho về Tại vì họ quyên góp mỗi người tới một triệu lần thì các bạn nên biết là ở Hoa Kỳ đó, thì các bạn có thể quyên góp cho chính trị một cách công khai nhưng mà đều phải có luật hết các bạn và đều phải có cái giới hạn chứ không có được mà quyên góp bao nhiêu tùy ý các bạn thích cho nên các bạn mới thấy được là những cái sự kiện như là Ryan Salami của FTX à, cuối cùng đã bị phán tội và đã bị phán là 7 năm rưỡi tù giam. Lý do tại sao là tại vì chúng ta cũng đã nhớ là sàn FTX quyên góp rất là nhiều cho chính trị và thông qua Ryan Salami các bạn đây là người đó mà đã dùng mọi cách để mà che giấu cái số tiền đó. Giống như là các bạn thấy là mới đây đó thì cái số lượng tiền đã được trả trở về cho anh em Winklevoss tại vì theo luật là phải như vậy không thể quyên góp hơn được. Nhưng mà Ryan Salami đã, đã cố tình lách cái luật này bằng cách là có những công ty ma hay là có những cái người thân hay là những cái người mà chỉ đứng lên làm đại diện mà thôi nhưng mà thật ra cái số tiền đó là đến từ sàn FTX để quyên góp nhiều hơn những chính trị gia các bạn cho nên à, cuối cùng mới bị phán tù là 7 năm rưỡi thì thuận chia sẻ để các bạn hiểu hơn mà thôi tại vì đây cũng là một cái thông tin mà được nhiều người nói đến ngày hôm nay và chúng ta bây giờ hãy cùng nhau chung bình giá Cardano tuần này các bạn thì chúng ta cũng đã biết là cao này đã, đã có từ lúc mà chúng ta bắt đầu downtrend vào năm 2022 Lúc đó nó giá Bitcoin là 46.000 đô và giá của Ether là 3 rưỡi các bạn Và giá Bitcoin giảm xuống cũng giống như là Ether tới cuối năm đó Rồi lại hồi phục trở lại và các bạn cũng thấy là cao này đã cũng đã bắt đầu có lời Lúc mà giá Bitcoin khoảng 20.000 đô năm ngoái Thì cho tới bây giờ rồi chúng ta vẫn đang gồng lại là 104.6% các bạn Đây là một trong những cái lợi thế khi mà các bạn trung bình giá dài hạn Các bạn thấy được là về ngắn hạn đó thì rất là nhiều những cái sự dao động ở trên thị trường làm ảnh hưởng rất lớn đối với tâm lý các bạn nhưng mà khi các bạn đầu tư trung bình giá dài hạn đó thì trong trường hợp này là mỗi một tuần mỗi một tuần nữa chúng ta dùng một con số là 100 đô vào Bitcoin 100 đô vào Ethereum thì hơn 2 năm qua là chúng ta vẫn có cái lợi nhuận cũng rất đáng kể các bạn 100 là 4.6 phần trăm thì đương nhiên so với những mã đầu tư khác đó thì là con số rất là khổng lồ chỉ trong vòng 2 năm nhưng mà so với lại thị trường crypto đó thì các bạn thấy được là có nhiều cái altcoin sẽ tăng trưởng nhiều hơn trong khoảng thời gian này nhưng mà cái mà các bạn nên lưu ý đó là khi chúng ta trung bình giá dài hạn thì như thằng đã chia sẻ trước đây chúng ta đang nói tới là cả một cái danh mục đầu tư tăng trưởng cái phần trăm này các bạn không phải là một lệnh hay là một phần của doanh nghiệp đầu tư mà chúng ta thấy được là càng đầu tư dài hạn thì cái số tiền càng lớn thì khi mà quy ra đồng đô la nó rất là nhiều các bạn giống như là trong cái trường hợp này đây chúng ta thấy được là tăng 100 là phần 6 thì chỉ 100 đô mỗi tuần vào Bitcoin 100 đô vào Ethereum thì chúng ta cũng đã thấy được là cái account này hiện bây giờ đáng giá là 47.052 đô thì đương nhiên đã thấp hơn một chút so với tuần vừa rồi tuần vừa rồi tôi nhớ là khoảng 50.000 đô thì các bạn thấy được là lúc mà chúng ta thấy giá giảm đó thì cái account này cũng giảm nhưng mà nó cũng không có giảm nhiều tại vì chúng ta có một cái mức giá trung bình dài hạn và thí tăng đó, thì nó sẽ ngược lại các bạn nhưng mà nó sẽ cho chúng ta một cái tâm lý vững chắc hơn khi các bạn trung bình giá và đương nhiên trung bình giá nó không có phù hợp với tất cả mọi người các bạn phải có cái lòng tin vững chắc các bạn phải trung bình giá và đúng tài sản thì vì các bạn trung bình giá sai tài sản đó thật ra các bạn đầu tư kết nào mà sai tài sản đó thì kết quả cũng không như mong muốn đâu cho nên trung bình giá các bạn phải có lòng tin và phải chọn đúng tài sản mà các bạn phải có một cái nguồn tiền ổn định để trung bình giá dài hạn thường nó là đến từ thu nhập khi các bạn đi làm và các bạn phải có kỷ luật nhất là trong những cái thời điểm khó khăn mà nhiều người lo lắng và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit okx xm binance alienix và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn.